Nhiều bạn hỏi quá tôi mới nói nghe, nhưng mà cái này tôi giải thích là rất là cặn kẽ nên tôi nói chuyện hơi nhiều. Các bạn nào không thích xem á, thì có thể bỏ qua clip, tại vì clip này là clip giải thích nên nó hơi nhiều. Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì mình vừa đi An Giang, Kiên Giang về đó, mình đi Hà Tiên này kia với đi cúng kiến ở trên mà mấy cái núi ông núi bà này kia, đừng về cho công việc được cho chảy như mọi năm các bạn ơi. Thì hôm nay mình chưa có mở cửa lại tại vì còn mệt quá, nên là mình sẽ nghỉ thêm 1 2 ngày nữa để cho khỏe, là đừng, mình sẽ lấy tinh thần lại để mình làm việc. Thì hôm qua hôm kia thì mình có ăn cái clip về mà cái nòng 72 mà gắn cho Ali gần 50 á, mà lòi trái bê tông lòi khỏi mặt lòng á là phải đi vớt lại này kia. Thì có nhiều bạn bình luận đó, với phần bình luận ở bên YouTube và hỏi mình bên Zalo và kể cả bên Facebook là như vậy, nếu mà lòi như vậy không muốn vớt bê tông xuống á, thì có đi thất lòng được hay không. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn để rõ. Rồi, trước mặt các bạn là mình có lấy một cái nòng cũ mà bỏ rồi nghe các bạn. Đó, để mình quay clip mình giải thích cho các bạn về cái việc đó ha. Ví dụ như là cái lòng của các bạn là trái bê tông mà nó lòi khỏi mặt lòng như thế này đi. Nó giả sử như thế này là cái lòng của 72, như hôm qua là các bạn hỏi lòng 72, nếu mà các bạn sấy lên trái ghim á, là dền nó lòi khoảng bao nhiêu á, là lòi khoảng nhiêu đây. Đó, có thể hơn, nó khoảng 1 ly 1 ly 2 đó, là nó lòi khỏi mặt lòng như thế này. Khi chúng ta gáp á là nó sẽ đụng đụng vô cái đầu vi lát. Thường thường miền Nam gọi đầu vi lát, nhưng các bạn của miền Nam gọi là đầu bò, khi mà những mà bạn miền ngoài á gọi là đầu vi lát này kia, hoặc là theo đúng kỹ thuật á đầu là đầu vi lát, còn thợ sửa xe thường gọi là đầu bò của xe đó. Thì lò khỏi mặt nòng như thế này á, nhiều bạn hỏi mình là như vậy á, là có đi thất lòng được hay không đó, hoặc là chim gon dày được hay không. Thì mình trả lời cho các bạn như thế này: nếu mà bích bê tông của các bạn á mà không vớt xuống á, nếu nếu mà cái hành trình mà các bạn không vớt xuống á, thì bê tông nó sẽ lòi lên như thế này, mà các bạn đi thất lòng á thì không được, hoặc là các bạn chim gon dày á cũng không được, tại vì thất lòng đâu có cái thớt nào mà nó lở lở đâu, đúng không? Đó, mà nếu mà chim thất lòng vô hoặc là các bạn đi gon chân dày lên thì sao? Sên cam nó thẳng, thanh cam thẳng thì sao, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là công suất máy của các bạn xuống máy, không thể nào mà đạt công suất tối đa, chạy nóng máy. Cái thứ hai nữa là không có garanti, tại vì sên cam nó thẳng quá là chạy không có nổi đó, nổi các bạn đạp máy không là thấy mệt rồi đó, nó gây ra tình trạng sên cam hú này kia nữa. Đó là như vậy đó, khi các bạn mà độ xe này kia, hoặc là các bạn sấy lên chế ghim cho cái nòng 72 mà gắn cho xe Ali gần ha, những cái dòng xe khác với các dòng xe mà nâng cấp khác cũng vậy. Nâng cấp có nghĩa là nói đại là độ luôn đó. Thì các bạn độ rồi, ví dụ như xài sinh cam 86, cái nòng đó các bạn độ dinh lớn dinh chích thì xài sinh cam 86, mà về các bạn ở trên đại tiện người ta làm người ta vớt lại, nhưng mà chưa có, người ta chưa có thử, các bạn về gắp vô máy rồi nó sẽ bị lòi cái mặt dưới như vậy, bị bắt buộc các bạn phải vớt cái mặt làm sao mà cho nó nói chung là bằng với mặt nòng luôn đó. Đó, những cái dòng xe độ cũng vậy, chứ không phải là riêng Ali gần 50 xe chế ghim đó là phải bằng mặt nòng luôn đó. Còn những trái đầu lòi á, thì người ta vớt á, là chỗ này á, là nó lòi lên 3 4 ly á, thì người ta có túm lại rồi đó, túm lại rồi, nhưng mà phía dưới này nhầm khi mà về á, là gáp vô các bạn ưa bị lắm nè, mình cũng bị luôn đó, là nó lòi lên gì thì có bắt buộc các bạn phải gã cho bê tông ra đi vớt ở dưới lại, làm dấu đi vớt lại ha cho nó ok. Các bạn mà đi không vớt là rồi, chiếc xe chạy không có vô đâu, nó đụng tùm lum tà la hết trơn, hoặc là chim vậy đó, là nó không có chim thất lòng, chim con dày gì đó, nó không có đạt công suất tối đa mà nó phá nhiều thứ lắm ha. Ali gần 50 đó là bên mình thường thường mình sấy lên trái ghim á, nòng 72 á là về luôn, lúc nào á, mình cũng vớt xuống, kêu mình nói với mấy anh thợ tiện là vớt xuống 1 ly mấy cho mình đó, là 1 ly 1 ly 2 là về mình gáp là trái bê tông nó sẽ bằng với mặt lòng luôn đó, bằng với mặt lòng là ok đó. Còn như các bạn á, thì các bạn hỏi nhiều khi các bạn xem clip của mình không hết á, những cái clip kia á, mình cũng có nói về cái phần mà bê tông lòi khỏi mặt lòng, nhưng mà mình thường thường á, là mình làm clip rất là dài, nhưng khi mấy cái phần đó chính giữa các bạn xả, các bạn bỏ qua, các bạn không xem hết đó, nên là các bạn không có rút kinh nghiệm, nên có nhiều anh thợ cũng đã sấy, thợ mà các bạn mới vào nghề thôi nha, cũng sấy trái ghim cũng giống vậy mà về gáp vô là lòi khỏi mặt lòng. Khoảng mấy ngày này thôi, lúc mình up clip á, nhiều bạn hỏi quá
đó, các bạn không chịu coi hết clip mà các bạn xem các bạn bỏ qua không đó, thì bắt buộc các bạn phải gã ga lại đi vớt cái bê tông lại, chứ không có được đi mà gon chân giày hoặc đi thất lòng nha. Đi như vậy thì giống như hồi nãy mình nói là sinh cam sẽ thẳng đó, rồi nó cứ ngắt luôn ha, thẳng là cứ ngắt luôn, rồi cúc cam của mình khi chạy cái máy công suất nó quăng không nổi, dên bọng này kia nó quăng không có nổi, rồi nó gây tình trạng hư đạn cam, rồi máy chạy không nổi. Ví dụ như các bạn vớt bê tông xuống đi đó, các bạn vớt cái đầu bê tông xuống cũng cái phân khúc đó 72 xe chơi game vậy, các bạn mà vớt cái đầu bê tông xuống thì nó ngang mặt lòng thì nó nhẹ như xe bình thường, thì tốc độ tối đa của các bạn ví dụ như là 80 km/h hoặc 90 gì đó đó. Còn khi mà các bạn á không chịu đi vớt lại mà các bạn chim thất lòng một ly mấy gì đó, các bạn có mình không cần biết, ví dụ như có thất lòng ly đi rồi các bạn chim thêm con chân này kia lên thì sinh cam nó sẽ thẳng, nó thẳng quá thì nó gây tình trạng là công suất người ta đạt 80-90 nhưng các bạn chạy được có 70 à, nhưng mà nó nóng máy dữ lắm luôn, nóng máy có thể là lúp bê máy luôn á, tình trạng nó là như vậy đó, rất là nóng máy. Và nếu mà thẳng sinh cam vậy thì sao, thì cái bánh xe bơm nhớt ở bên sinh cam á của các bạn á, nó nằm phía sau này để nó bơm nhớt nó đưa lên thì bánh xe đó sẽ hư, thứ nhất là nhanh mòn, thứ hai là nó bể bánh luôn, tại bánh đó là nó bằng cao su đó, cái găng ở ngoài thì bằng kim loại bình thường nhưng mà ở trong nó bằng cao su đó, như thế là nó sẽ bể bánh đó, tại vì công suất sinh cam quá chạy thẳng nó sẽ ép, nó giống như nhông sên dĩa của chúng ta mà các bạn tăng lên thẳng quá thì các bạn chạy là nó khó chịu, nóng sên nó mau mòn sên ha đó, thứ hai nó là chạy xe không nổi, nó phát cái tiếng kêu rất là bực bội, có thể là đứt dây sên luôn đó, thì nó cũng tương tự như là bê tông này thôi đó. Loại mà các bạn chim ở đây dày quá đó, chim dày lên á thì bê tông sẽ phẳng ngang mặt lòng đó, nhưng mà sinh cam này kia là nó không được ok, máy nó sẽ bị nóng máy, nó hú sinh cam, đứt, có thể đứt sinh cam và bể đạn cam này kia và banh luôn cái bánh xe bơm nhớt, thì gây tình trạng nó sẽ hư hao rất là nhiều. Khi các bạn gáp vô như vậy, nếu mà bê tông lòi ra như vậy thì các bạn nên đi tháo ra một lần nữa đi, không có mất bao nhiêu thời gian đi vớt đầu bê tông lại đó. Ví dụ như đầu bê tông á, chúng ta khi gáp vô xe rồi gon chân này kia ok rồi đó, gáp vô ví dụ như trái bê tông nó lòi tới đây thì các bạn lấy bút lông gì đó làm dấu đó, làm dấu tới đâu vậy đó, xong viết xó gì đó làm dấu tới đâu rồi các bạn rút ra, thì rút cái nòng ra các bạn mở bê tông ra thì đem ra thợ tiện rồi các bạn vớt lại thôi, đâu có gì đâu, rất là nhanh gọn lẹ đó, không có mất thời gian nhưng mà chiếc xe nó sẽ ok hơn, nói như vậy đó, chứ không phải mà khơi khơi mà các bạn có một ly mấy các bạn đi thất lòng lên rồi sinh cam nó lỡ cỡ hết trơn. Còn nếu để sinh cam ghim đó thì nó nặng máy, nó chạy không được, nó phá máy đó, như hồi nãy lúc đầu mình nói là nó sẽ phá cái bơm nhớt của các bạn, rồi thẳng sinh cam rồi hú máy chạy không nổi như vậy đó. Tuy 1 ly 2 ly nhưng làm xe là phải tính từng ly từng tấc để nó có công suất cao, còn các bạn mà tính vậy là chết rồi. Ví dụ như là cái nó lòi khỏi mặt lòng như thế này mà các bạn không đi vớt mà các bạn chim con giày lên, ví dụ như vậy chim con giày hoặc là thất lòng, các bạn có thất lòng gì đó không cần biết để dưới chim con chân thêm cao để cho nó bằng mặt lòng, nhưng mà thực chất nó nặng máy chạy không nổi, sinh cam quá chạy thẳng đó. Mà các bạn chim giày quá, hỏi các bạn lúc mà vô dĩa cam á các bạn vô được hay không á là mới hay đó, tại vì thẳng quá rồi kéo sinh cam đâu nổi đâu, rồi lên cho nổi vô luôn các bạn nổ máy, các bạn nẹt chừng 3 con cái là cộng sinh cam nó đứt rồi, còn mấy là cái bánh xe bơm nhớt ở trong á là nó hư luôn rồi, nó mòn rồi, nó gãy banh hết trơn rồi, nó là như vậy đó. Còn không mấy là cho nổ máy, vừa nổ máy là phải dặn ganti lớn lên, chứ dặn ganti nhỏ là tắt máy liền, tại vì nó nặng máy đâu có chạy nổi đâu đó. Nên mình khuyên các bạn là khi mà các bạn mà làm xe mà như vậy á, thì các bạn nên mở gã ra đem trái bê tông đi vớt lại đi để cho nó ok ha, để cho nó công suất máy nó đạt tối đa mà mình làm đúng kỹ thuật luôn đó, cái đó là làm đúng kỹ thuật luôn đó. Mà mốt cái người sau người ta gã máy ra, người ta sau người ta cũng không có nói gì mình hết trơn á, người khách người ta cũng an tâm nữa, đúng không? Rồi ok, lên đây mình chia sẻ cho các bạn vậy, tại nhiều bạn hỏi quá tôi mới nói nghe, nhưng mà cái này tôi giải thích là rất là cặn kẽ nên tôi nói chuyện hơi nhiều, các bạn nào không thích xem thì có thể bỏ qua clip, tại vì clip này là clip giải thích nên nó hơi nhiều đó. Rồi ok, tạm biệt các bạn nha.